Tường và Thiên Vương, Miko Lan Trinh và May chào đón quý vị đến với chương trình du lịch kỳ thú. Tập vừa rồi là mình có thua hai bàn, thua trông thấy luôn. Thấu tập rồi mà không thắng tập nào. Tất nhiên một người thực tế, ngon người ngồi trong nhà. Trong này thôi. Với cái tâm trạng người ta háo hức, người ta đi, người ta khám phá thì người ta có quyền đón trật. Tường đi chứ. Ở nhà đi ha. Tới phiên mai mốt ha, mấy bạn ngồi ở nhà ha. Em search Google nè. Những cái bí ẩn cũng không có trên đó. Bao nhiêu thứ bí ẩn tụi em đã mang về hết cho anh chị coi rồi. Thôi bây giờ mình xem hôm nay là có gì bí ẩn hay đúng không. Đúng rồi, đúng rồi. Xin mời quý vị. Okayama. Một ngày nắng đẹp. Cuối cùng thì cũng được đứng ở cảng biển. Và các bạn ơi, đằng sau Miko và May đó chính là Thái Bình Dương. May có biết cái tỉnh Wakayama nằm ở vị trí nào của Nhật không? Đố mày. Phía đây là Thái Bình Dương đúng không? Ừ. Đây là Thái Bình Dương thì thế nào cũng là phía đông. Giỏi quá vậy. Thì mình đoán thế. Biết sao ở trên bản đồ á là nước Nhật là vậy. Đó đó. Wakayama ở đây. Giống. Yeah, Wakayama. Cảnh đẹp nè, thấy không? Rồi đằng kia có thấy ồ, Dubai nè. Rồi đó là khu vui chơi à. Mình xuống đi. Đi chơi thôi. Địa điểm đầu tiên May và Lan Trinh đặt chân tới cổ tích là đến công viên chủ đề Porto Euro, bến cảng châu Âu, nằm trong khu vui chơi giải trí phức hợp Wakayama Marina City. Giống như cái phim trường nha hả? Dạ, không, là khu vui chơi. Nhưng mà mới xây. Quả nhiên là một không gian tuyệt vời, mang đậm chất châu Âu. Tới nay tụi mình nhớ tới nhiều câu chuyện quá ha. Jack and Roy rồi Romeo Juliet. Ủa sao tụi mình toàn nhớ tới mấy câu chuyện kết thúc bi thảm không vậy? Đây là gì nhỉ? Hai dây. Hai là cao đúng không? Đây là lặn. Ủa lặn mà lặn cao là sao? Lặn sâu. À lặn sâu hả? Trời ơi, nãy nè. Vượt thác nè. Vượt thác là trò chơi cảm giác mạnh khi chiếc thuyền sau khi vượt qua các đường hầm tối sẽ lao xuống dưới nước với tốc độ nhanh khủng khiếp. Đi mạo hiểm mới có 17 mét mà mình rung thấy ghê rồi. Ủa hôm nay 25 mét hả? Đi. Ủa sao tự nhiên em vừa hỏi chung với mày vậy? Ông thích đâu nghe. Cái đó là bản chất của em rồi. Chỉ có mình mấy thôi. Vô đi. Rồi vô. Trời ơi. Ngồi cái này nha. Ngồi đi. Mời trên. Ngồi đi. Thấy ghê lắm á. Anh đâu rồi? Tự nhiên ngồi lên đầu thấy ghê lắm á. Hết vui rồi. Đi lên kìa. Sáng sớm mà đã chơi vô á. Hết hồn rồi không biết. Cái bạn này có mỗi cái đặc điểm là mỗi lần sợ là bắt đầu nói nhiều. Ủa chứ bình thường em nói ít hả? Ờ hả? Không có đâu à. Trời, mình thích cái trò này quá luôn á. Cái tiếng ghê quá. Cục dữ dội luôn. Không lùi lại. Đừng. Có gì đâu mà dừng. Lùi lại. Có gì đâu. Cảm giác kinh khủng lắm chứ bộ. Nó đang tuột xuống hay là cái gì ạ? Chưa, nó đang chuẩn bị lên đỉnh. Bây giờ đang leo lên rồi đang đi xuống. Có gì đâu mà la. Cái gì đâu la âm sùm vậy? À bây giờ đó, xuống đó, nãy giờ mới lên thôi. Hết. Ông có gì em hàng hả? À có hả? Trời vậy mà hai đứa nó yêu nhau rồi kìa. Từ đây là yêu May hơn chút rồi đó. Cũng vui. Chuyện nhỏ thử đây. Trời ơi, chuyện nhỏ. Chẳng hạn như mình xin chơi 2-3 lần. Đúng rồi, em nhớ rồi. Bây giờ cho em hỏi nè, anh chị không sợ độ cao là chắc rồi không? Có sợ tốc độ không? Không. Như vậy là anh chị vẫn hơn May rồi. Nhưng mà sợ độ cao, sợ tốc độ, sợ bóng tối, sợ phòng kính. Không có sợ cái đó. Sợ con gái. Ủa May, vậy có cái gì em không sợ không? Nói đi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi chị, em không có liên quan.
Chúng tôi chấp nhận lời thách đố của các bạn. Bây giờ coi tiếp. Quá. Quá. May ở đó tình thương mến hương với Miko đi. Tay áo đâu? Rồi chứ, do mặt con người không có một chút lãng mạn nào hết. Có chỗ nhẹ nhàng thôi. Nè. Trời ơi. Ngày hôm nay tụi mình được vào thử nghiệm trong khu này. Sướng quá ha. Cái trò này thích hơn nè. Mình lên đó để mình ngắm cảnh. Mày thấy trò đó cũng thuộc dạng cảm giác mạnh á. Với vòng quay khổng lồ này, Lam Trinh và Mây sẽ có thể ngắm toàn cảnh Wakayama từ trên cao. Konnichiwa. Cái này đâu có lộn gì đâu, chỉ đưa lên cao. Nhưng mà cái người mình nó vẫn giữ nguyên. Nhưng mà chú ý đây là cái quan trọng suốt nè. Bình biển Wakayama Wanya Skin. Biển xanh lắm, bé chẳng giam tâm độ. Biển hoa trên bờ cát trắng phau. Bè ngực cát, xây bao nhiêu nhà lầu. Ok. Ngồi trong một cái nơi an toàn như vậy. Ông ơi, ông nóng kìa. Nóng chặt. Con giới thiệu. Đây là gì vậy? Big fish. Yes. Đó, vậy cá gì? Cá ngừ. Ừ. Maguro kaitaisho. Maguro. Maguro. Where maguro? これ クロス スイーツ じゃないですか? これ Maru gì? Go. Maru go. Cá heo. Again, please. Cá heo dolphin. Lần đầu tiên mình thấy luôn. Sao lớn quá vậy? Vì cá heo là bên đầu tiên thấy luôn là sao mày? Nói chung là mày nó có nhiều điều mà lần đầu tiên khá lắm. Maguro. Ok. Họ nữ là một cái. Ok, sorry. Go. Mém chạy giờ. Go. Nhanh lên. Swim it. Quá đi ra tôi rồi. Kuroshio. Cũng phải tập máy. Kuroshio. Where? Kuroshio. Yeah. Còn luôn hả? Chợ Kuroshio là một khu chợ bán các loại hải sản tươi sống. Tại đây có sâu xẻ cá ngừ đại dương nổi tiếng, được tổ chức một ngày ba lần. このキハダマグロですね。全員ですね、このサバッタというのは生の。はい、初めに尻尾の部分切ります。尻尾切るとわかりますね。これ切った断面、このように赤くなってるマグロが美味しいマグロなんですね。この部分。はい、続きましてこれから頭です。頭の部分。生で食べることできないんですけども、これね、頭を丸焼きにする料理がありまして、これをパブと焼きと言いますね。血がサラサラになる成分なんかがたくさん含まれてますね。 Được nhưng mà mình phải mua trước chứ. Nhưng mà mình phải mua trước chứ. Từ để xem có mấy có đủ tiền không nè. Một phần là 1.500 yên đó các bạn. Cứ nhỉ? 300 ngàn yên. Không, cái phần đó, cái phần mắc hơn của mình mới là 5 ngàn. 300 ngàn là miếng nhỏ đó. Sumimasen, selfie please. Selfie. 1, 2, 3. Mom. Cảnh lên thấy cái đầu cá nè. 1, 2, 3. Yeah. Arigato. Nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc. Giờ là lúc thưởng thức món cá ngừ tươi sống vừa được xẻ xong. Ủa, mới mổ xong ăn tươi luôn. Có nước tương sẵn rồi kìa. Nakaochi. Nakaochi. Hai bạn. Mới mổ xong. Mai có vẻ
ướt ướt gì hết. Ông vậy ăn sống luôn. Tươi rói luôn các bạn ơi. Ở mặt tôi kìa thấy ghê quá. Yeah, oishi. Có lẽ là mình nên mua mình một cứa về nhỉ. Ở chợ Kuroshio, các bạn không chỉ được ăn thử cá ngừ mà còn có thể mua các món hải sản tươi ngon tại các quầy bán hàng. Mấy chọn một phần đi. Bây giờ mình sẽ lựa phần sushi này để dễ ăn hơn, đem ra ngoài và ăn liền được luôn nha. Otoro. Phần otoro này các bạn thấy không, là xen giữa thịt cá là còn có một cái phần mỡ nè. Mình được ăn ở chỗ lãng mạn quá ha. Ngay chợ cá là kế biển luôn. Rồi, đây còn là một địa điểm ha. Lãng mạn lý tưởng cho một bữa ăn không gian à. Nhưng mà giá có thêm người yêu thì vui hơn. Tôi cũng tội với bọ. Tôi phải đi với càng ngố. Yes. Đúng không? Cái đó là dưới bụng đúng không? Bụng cá ngừ đúng không? Đẹp mới ngon. Chỗ mỡ gì? Yes. Mỡ nhiều nhất là bụng. Wasabi. Nước tương chấm vô bỏ vô miệng. Cái gì vậy? Cần thê thảm vậy ông Vương? Nhai. Ông đó bị mù tạt căng lên não rồi đó. Trời ơi, bỏ mù tạt chút xíu mà ngậm nghi. Cá này tên là otoro. Vậy giờ phải chấm nhiều wasabi đang có. Đúng rồi. Trời, có xíu wasabi à. Em không thích chấm nhiều đâu. Tại wasabi chấm với bất kỳ cái gì nó cũng át hết mùi rồi. Cái này ăn không còn ngon nữa mà. Rồi. Mày đang tận hưởng, Mày lại thích nhiều wasabi hơn để khâu khi mà wasabi nó sọc lên mũi xong ha. Sọc ra một phát, cái bất ngờ quỷ cá ập vô một phát. Quỷ cá ập vô cái thắt đầu thấy béo, thấy ngậy, thấy ngọt. Trời ơi, cái cảm giác nó giống như là hồi nãy mà mình đi tàu lượn á, lên cao thả một cái phèo xuống. Các bạn ơi, gì vậy? Tin Miko đi. Tin Miko đi. Ngon lắm. Trời ơi, ngon cực kỳ. Hãy đến đây. Chị tin em đi. Cá này. Tường, chị tin em đi. Trời, nhìn mặt không tin kìa. Chỗ này với lại đồ ăn. Anh Vương cam chịu quá anh Vương. Trời ơi. Con ơi, con kìa có bụng không kìa. Cái gì vậy? Thôi. Hả? Trời ơi. Gì vậy mày? Đừng đang no, đừng. Xấu hổ, Miko quá hết vô. Bạn này đó, con mắt bự hơn cái bụng, bạn lấy 2-3 phần, bạn có nửa phần, phần còn lại là em ăn hết. Cá, Miko ăn cá, còn May ăn cơm. Trời, ăn cũng ít ác ghê. Nhưng mà cuối cùng là May đi về lên được mấy ký. Em chưa dám cân lại luôn á. Mỗi lần vô soi gương nhìn cái mặt mình là sao thấy nó thành hình tròn. Nhiệm vụ mới. Có nhiệm vụ. Ngon quá. 1200. Đây đừng nói đây là nơi cách đây khoảng 1200 km chứ. 1200 năm. Please tell me. Do you know this place? ここはどこですか? あ、小屋さん。小屋さん。え、なんて言うの? なんて言ったのやろな。山。山。お寺。お寺。Otera, một cái đền tự hồi nãy là em nghe ra chữ tự đó. Yeah, chào mọi người. Bye bye. Bye bye. Yes, see you again. See you again. Mặt mê gái kìa. Thôi đi ạ. Thôi đi. Không mất quá nhiều thời gian di chuyển, các bạn đã đến với Koyasan, là thị trấn nằm bên sườn của ngọn núi thiêng Koya, nằm ở phía bắc tỉnh Wakayama, là một trong những ngọn núi linh thiêng nhất xứ sở hoa anh đào. Nơi được biết đến có ngôi chùa Kongobu, ngôi chùa chính của giáo phái Shingon, do nhà sư Không Hải sáng lập đến nay là vừa tròn 1200 năm. Cô cảm thấy những cái khung cảnh mình xem á, nó đẹp và nó rất là thú vị. Lá đỏ nè, lá vàng nè, lá xanh nè, ba màu. Trời ơi, kỳ diệu, đẹp quá. Mày. Phải không? Khoan, màu chỉ màu giống thôi chứ
Màu giống kiến trúc giống nhưng mà không giống hoàn toàn. Thiết kế chưa có giống lắm. Chưa giống ở đây hả? Nó hình tròn. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Mày ơi, mày tin mắt ghê ta. Trời ơi. Wow, đẹp quá. Rất là nổi bật. Wow, nó đẹp quá. Mà anh chị thấy hai cái màu đó, một cái màu rất là mới và một cái màu nó để y nguyên như từ hồi xưa tới giờ. Vậy thì mình sẽ làm gì ở đây đây? Hả? Konnichiwa. Konnichiwa. Cô này biết tên tụi mình chắc là cổ là người hướng dẫn tụi mình đâu hôm nay. Đúng rồi, đúng rồi. Konnichiwa. Konnichiwa. Gaido no Yasukawa desu. Yasukawa. Watashi wa Miko desu. Miko san. Yes. Watashi wa Mai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kongo buji ikimasu. Ajikan meisou shi ni ikimasu. Ajikan te iu no wa hotoke sama to jibun ga hitotsu ni naru, sou iu meisou desu. Với sự hướng dẫn của cô Yasukawa, Mây và Lan Trinh sẽ đến với Kongo buji, ngôi đền chính trong các ngôi đền ở núi Koya. Không công nhận cái lá đỏ làm cho cảnh nó đẹp ha. Đẹp quá. Yếu mùa thu. Trời đẹp quá. Rất lạ ở chỗ mái chùa. Nhưng nói tới mái là mình cơ lại thấy có hai cái gì đấy. Có hai đường cái nước đó, đúng không ạ? Hứng nước mưa phải không ạ? Ano ok desu ne. Are wa amamizu o tamete kaji no toki ni yane o shimerasu mono desu. Oh. Hay. Tại vì chùa rất hay bị cháy. Sét đánh liên tục. Cháy là sét đánh. Oh. Nên những cái đường nước đó là để phòng ngừa. Chip bộ này. Oh. Oh. The tail. Đẹp quá, đẹp quá. Tatami wa heri o fumanai yo ni shite kudasai. Tatami. Tại điện thờ này, hôm nay hai người bạn sẽ được học ngồi thiền theo phương pháp Ajikan. Không được bước dẫm lên cái đường ngang ngang á. À, cái mép chiếu. Tatami mai ni Ajikan meisou no taiken wo hajime saseteitadakitai to omimasu. まず一つは体を整えることで、二つ目が呼吸を整えることで、最後三つ目に心を整えて瞑想の世界に入っていきたいと思います。左足の辺はセパンな、その上に右足を乗っけます。太ももに右足の甲を乗っけます。はい、こういうのを覚えて、みんなで乗っ。Ê, cái này dễ buồn ngủ lắm á nha. Ông May ngủ nè. Ai nói? Cái này là ngủ thiệt à. Tâm hồn mình hòa là một với thiên nhiên rồi đó. Đó, em đã được tái sinh. Do đó bây giờ tâm hồn của em nhẹ nhàng và thanh tịnh lắm. Những gì mà con cảm nhận được là con thấy mình đã cảm nhẹ nhàng cũng như là đầu óc thanh bình hơn rất là nhiều. Oh, rất là tuyệt vời ạ. Con sẽ về luyện tập thêm để cảm thấy thật là thanh tịnh. Mai cũng vậy nha. Ờ, Mai thanh tịnh lắm. Thấy mặt Mai rồi. Ngủ được giấc mình khỏe mà. Khỏe lắm hả Mai? Sao mọi người cứ bảo mình ngủ, không ngủ đâu. Đây là câu hỏi. Koya-san ni wa desu ne, o tera ga takusan arimasu ga, tomareru ano shukubou teiu no ga aru desu kedomo, hai, ano kono goro gaikoku no gata ga takusan korareru you narimashita ne. De gaikoku no gata tomarareru sono shukubou tte Koya-san ni wa ikutsu aru to omimasu ka? Mai nghĩ là một nửa đó. Nửa luôn á. Koya-san ni wa ne, ¿117 o tera ga aru te iimashita ne? Ne, sono uchi no ikutsu deshou ka? 117 ngôi chùa. Vậy thì Miko nghĩ là chắc chỉ từ khoảng là 30 đến 50 ngôi chùa mà 43. 44. 23. 44. Anh chị ngủ lại chùa bao giờ chưa? Rất là rộng lớn á. À, chốn thanh tịnh mình có thể đến viếng Phật, lễ Phật mình đi về thôi. Ngủ lại là khi nào là sư tăng ni đồ này kia người ta mới ngủ lại. Đúng không? Cho nên em nghĩ chỉ khoảng cỡ 1/3 thôi. 1/3 là nhiều đó. 10 coi.
hay là mình nghĩ đây là khu du lịch? Phải là khu du lịch là rất là thu hút khách du lịch và đây là cảnh chỗ đẹp nhất để ngắm lá đỏ vào mùa này. Nhưng mà có cái chỗ ngủ lại trong chùa để người ta đến luyện tập thiền, người ta học đúng rồi, đúng rồi, em hiểu rồi. Có nghĩa là vừa về phong cảnh, nhất là mùa thu như thế này, phong cảnh lá rất là đẹp. Vậy là phải rất nhiều lá đỏ. 100 chùa. 1/3 đi. 1/3 đi. Ủa anh chị nói em tưởng nhiều chứ giờ còn có 1/3 hả? 40. 40. Chigaimasu. Gần đúng. Mình đã bảo là một nửa mà. Có một nửa rồi. Nói chung là em với anh Vương lúc nào ban đầu cũng đoán đúng, nhưng mà sau đó bị cánh phụ nữ đánh tạt đi qua hướng sai. Xem tiếp. Cuộc hành hương vẫn còn tiếp tục. Điểm đến là Okunoin, một trong những nơi linh thiêng trên núi Koya. Tại đây có rất nhiều những ngôi mộ độc đáo của các nhà sư nổi tiếng và các doanh nghiệp. Đây là vùng đất rất là linh thiêng nên những cái công ty lớn á cũng muốn xây gọi là cái mộ phần ở đây. Ví dụ như chị thấy hình tượng hồi nãy là cái hũ Yakun, có nghĩa là công ty Yakun nó sẽ xây một cái phần mộ rất là đẹp ở đó và làm một cái mô hình của cái hũ Yakun. Hoặc là công ty về cà phê hoặc là công ty về tivi thì sẽ thấy một cái màn hình tivi lớn ở ngay cái khu mộ đó. Càng đi sâu hơn nữa vào bên trong thì không gian thần bí càng được mở rộng. Không gian này khiến chúng ta cảm thấy trong lòng thanh tịnh, cũng là một điều đặc biệt trong chuyến hành hương. Và ở đó có những cái cây phải nói là cũng phải 4-5 năm rồi. Congratulations, omedeto. Congratulations. Shigyo, anata tachi no shigyo wa owarimashita. Oishii mono tabemashou. Phần thưởng lần này dành cho Mây và Lan Trinh. Đó là một bữa ăn đặc biệt gồm các món chay mang hương vị mùa thu của vùng núi Koya. Koya-san の精進料理はですね、お肉は食べません。お魚も食べないです。はい、その代わりに豆と野菜とそれから緑のお野菜ですね、をいただきます。 Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu ăn từ món udon này. Mọi người ngon miệng. Chị thích ăn cọng mì đó lắm luôn. Wow. Ngon quá. Ăn thì ăn lẹ lẹ giùm cái. Ăn phải tận hưởng chứ. Ăn cái gì từng miếng khó chịu chứ. Goma đậu. Goma đậu. Koya san no ne, meibutsu desu. Ngon lắm. Ồ, đúng là có mùi mè rất là ngon. Goma đậu giống đậu nó. Goma đậu paste to, それ から kuzu を使ってるんです. À, 一口でいきました. Ngon. Dou desu ka? Oishii? Ngon quá. Ngon, ngon. Oh. The leaf. Hình của một chiếc lá. Lá tên gì vậy? Potato chips mitai ne. Icho. 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 Khoai tây cắt hình chiếc lá. Mita teru. À, これ. Jagaimo de ano. Nan daro. Nó cầu kỳ ha. Khoai tây. Potato chips mitai ne. Khoai tây. Potato. 季節季節によってね、お料理に出すものが変わってくるんですね。今は秋ですから、イチョウの葉っぱ、綺麗な黄色のイチョウの葉っぱをこうポテトで表してるんですし、春になったらまた違うもの、いろいろ工夫しながら精進料理に使ってるんですね。この精進料理どうですか？Những món chay thì ăn là một cái cảm giác hoàn toàn khác.Vẫn rất là ngon nhưng mà thấy nhẹ nhàng. Bữa giờ ăn thịt nhiều quá rồi. Mình rất là thanh thoát. Ăn hôm nay là em hoàn toàn mới rồi đó chị. Thanh tịnh lắm rồi. Những cái bữa ăn từ tập 1 tới giờ khi mà được bày biện theo phong cách Nhật như vậy á, luôn luôn có một cái chủ đề. Thì do tụi em tới là vào mùa thu nên tất cả những cái phần ăn mà bày ra luôn có cái phong cách mùa thu và màu sắc cũng hài hòa với nhau, màu vàng hoặc là màu đỏ. Và chắc mọi người cũng nhận ra rồi là ở mỗi món ăn họ đều rất tinh tế, tức là chỉ một chén thức ăn nhỏ như thế này thôi nhưng mà họ chú ý tới từng chi tiết nhỏ ở trong đấy. Bữa giờ theo dõi những cái bữa ăn mà hai bạn này được thưởng á thì mình đi từng cái cảm giác này đến cảm giác nọ. Ngày hôm nay thì vì mình chương trình của mình là viếng thăm chùa cho nên là cái mâm thức ăn cũng rất là thanh tịnh, nhẹ nhàng thuần khiết. Cảm ơn Lan Trinh, cảm ơn Mây đã đưa cho các Tường và Thiên Vương cũng như tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đến một cái nơi rất là thanh tịnh. Các Tường, Thiên Vương, Miko, Lan Trinh và Mây xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị chương trình du lịch kỳ thú trên HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những quý vị khán giả yêu thích và muốn trải nghiệm y như chúng tôi thì đây là những thông tin dành cho quý vị ạ. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. See you.